Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng sức mạnh của khối đại đoàn kết. Bởi theo người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công. Học và làm theo Bác, những năm qua, trường tiểu học Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh xây dựng mô hình tập thể đoàn kết, thân thiện để phát triển nhà trường, được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Để việc triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả, thời gian qua, nhà trường đã tập trung xây dựng một khối đoàn kết nội bộ với sự thống nhất từ chi bộ đảng, ban giám hiệu tới công đoàn, chi đoàn thanh niên, liên đội thiếu niên tiền phong, các tổ chuyên môn. Tất cả các bộ phận luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Ở đó luôn có sự gần gũi, cảm thông, góp ý chân thành, không phân biệt giữa cấp trên với cấp dưới, giữa ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên. Luôn tạo mối thân thiện giữa giáo viên với giáo viên. Có sự yêu thương, trách nhiệm, tận tâm của giáo viên đối với học sinh. Với một tập thể luôn đoàn kết, biết cộng đồng trách nhiệm, luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng những học sinh chăm ngoan, năng động là điều kiện thuận lợi để nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điều tôi tâm đắc nhất và hạnh phúc nhất là trong quá trình công tác đã xây dựng được một cái môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết và ấm áp như một cái gia đình. Và để làm được điều đó thì ban giám hiệu chúng tôi là phải luôn phát huy cái tính dân chủ, công bằng, và tôi luôn gần gũi tất cả những đồng nghiệp, luôn coi mọi người như là đồng chí, cùng giúp đỡ và cùng chia sẻ trong cái công việc. Và cái điều hạnh phúc nhất của tôi á là tôi thấy tất cả mọi người luôn đoàn kết, thân thiện, tương thân tương ái. Họ đến trường với một cái tâm trạng hết sức là vui vẻ và cởi mở. Thì cái điều này nó khẳng định được là cái họ hài lòng với công việc, họ hài lòng với tập thể. Có nhiều lúc hả, chị em tụi tôi là gặp vấn đề giống như là khó khăn trong cuộc sống, giống như là muốn ngã quỵ luôn. Nhưng mà thầy cô luôn động viên. Lúc nào cũng coi như là đối xử với nhân viên giống như là chị em ruột vậy. Cho nên tâm trạng tụi tôi làm việc rất là thoải mái. Một trong những mô hình đem lại hiệu quả rõ nét đó là thư viện xanh trong nhà trường. Mô hình này được triển khai và đưa vào hoạt động từ năm học 2016-2017 và đang mở rộng thêm khu vực dưới sân với nhiều cây xanh, đảm bảo cho thư viện luôn thoáng mát, xanh sạch đẹp. Hàng ngày cứ vào giờ ra chơi, các em học sinh lại ra thư viện xanh để đọc sách, trao đổi bài học. Các em còn tham gia những tiết học ngoại khóa và các hoạt động trải nghiệm cùng với thầy cô vô cùng bổ ích và lý thú. Qua đó rèn luyện cho các em kỹ năng đọc sách, khả năng giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cũng nhờ có thư viện xanh mà trong trường đã giảm thiểu tai nạn thương tích xảy ra đối với học sinh trong giờ ra chơi. Thầy và trò khi đến trường đều ra sức dạy và học, rồi cùng tham gia các hoạt động của thư viện xanh với niềm hân hoan phấn khởi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được công tác tại trường tiểu học Mỹ Phước, một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện. Ban giám hiệu luôn luôn giúp đỡ chúng tôi, luôn dạy chúng tôi phải học tập làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức kết nối và dạy dỗ các em trở thành những học sinh chăm ngoan, học giỏi, thực hiện theo đúng 5 điều Bác Hồ dạy. Qua triển khai thực hiện mô hình tập thể đoàn kết thân thiện để phát triển nhà trường, 6 năm liền trường tiểu học Mỹ Phước luôn giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát tặng giấy khen cùng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Đặc biệt năm học 2021-2022 vừa qua, trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đây chính là nền tảng để thầy và trò trường tiểu học Mỹ Phước thị xã Bến Cát tiếp tục phấn đấu nhằm đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm học tới.